Hôm nay đang là bán đồ của bán sản phẩm của nhà Garnier, nhưng mà hôm nay tại vì có một số vấn đề thì nhãn hàng có báo với chị là tại vì sản phẩm mới có trên TikTok Shop nên là đơn vẫn đang bị giới hạn 1.000 đơn một ngày. Vậy nên là để khách hàng fix lại cái để bên brand fix lại cái đó đã, rồi sau đó thì mình mới like lại được. Nên là mọi người đợi Luna nha, chắc là sang đầu tháng 3 rồi mình sẽ like nha. Nha mọi người, đặt lịch ngày 3 tháng 3 nha. Có gì thì tôi sẽ báo cụ thể cho mọi người. Tôi đâu có cận nặng đến thế đâu mọi người ơi, đeo kính vẫn thấy được nhá. Khoảng cách gần như này thấy tốt nhá. Đúng rồi mọi người ơi, muốn mua thì phải đợi qua đầu tháng 3 nhá. Có gì ai mà đang chuẩn bị mua sản phẩm đấy thì mình thì đang mình hãm lại, mình đợi qua đầu tháng 3 là mình mua nha. Trời thì không có bán được, không có live stream bán sản phẩm thực phí đâu. Không sao, mọi người cũng ủng hộ tôi tiếp nha. Lớp học có lại chưa, chị chưa quay nữa, chị chỉ quay nha mọi người ơi. Chết rồi, tôi đang mãi đâu quá nên tôi không có nói chuyện nữa với mọi người á. Có chưa khói thì phải khói ra thuốc chứ, cái khói này sao mà sập được đây. Cái gì nó phải có lý của nó chứ. Chứ người ta quay quay gì ta, quay cả khói, mấy clip khói hoặc là livestream chỗ cháy nó có bị vấn đề gì đâu. TikTok cũng phải gọi như là xem có cái nào nó hợp lý mới đăng, em yên tâm.
áo sợ áo dơ. Chị vừa xin lại vừa nó ăn ngon nữa, đã ăn thử chưa biết nó ngon và giờ bên tối lúc nãy chưa được ăn luôn nha, giờ đang nấu thôi nha. Sao đây chị trễ về chị, tại vì chị về trễ. Tôi thấy sẽ có hai trường phái nha, một trường phái là nấu canh nhưng mà cho rau vào xào sau đó mới cho nước vào, một trường phái là nấu nước sôi lên mới cho rau vào xào, cho rau vào. Nhưng mà cái trường hợp mà nấu nước sôi cho rau vào á thì tôi gọi là rau luộc chứ lại không phải gọi là nấu canh mọi người ạ. Nên là nấu thịt hay nấu cá hay nấu rau gì tôi phải xào qua đã, xong rồi mới cho nước vô, cho ra vị gia vị vô được đó mọi người. Xào thì có dầu, xào trước không chứa nước. Em cắt một ở chiếc bể, em trường phái một. Trường phái một. Ừ không, nhưng mà có hai trường phái đó thật đó. Đó là một là phải xào xong mới cho nước không nấu canh được. Trường phái thứ hai là nấu nước xong rồi cho vô vậy đó. Tự dưng cái tôi thấy hạn chế của tôi là phim live của bạn có thể chứa chủ đề không phù hợp với đối tượng khán giả trẻ và đã bị giới hạn độ tuổi, không biết là cái gì nữa, không biết là bị giới hạn bởi cái gì. Thôi bây giờ thì tôi sẽ tập trung vào nấu ăn đây. Bye bye mọi người. Có thể là lát nữa tôi sẽ
like nếu như tôi ăn xong tôi rảnh, còn không thì hẹn mọi người vào những like lần sau. Mọi người nhớ là qua tháng 3, đầu tháng 3 tụi mình sẽ like lại với sản phẩm Garnier nha. Bye bye.